Để các bài tập acoustic được diễn ra một cách suôn sẻ và trôi chảy nhất thì chúng ta cũng nên chú ý đến những bước đầu tiên như việc cái tư thế ngồi, cách đặt đàn cũng như cách gảy đàn để tạo sự thuận lợi cho bàn tay và cũng cho các di chuyển về tay chân. Các bạn có thể thấy thì hình dáng cái đàn acoustic nó cũng rất gọn và dễ ôm. Có 3 phần chúng ta sẽ tiếp xúc với đàn là phần eo đàn, phần vai đàn và phần hông đàn. Thì tất nhiên với tư thế ngồi của acoustic mình sẽ đặt eo đàn trên chân phải. Phần vai đàn mình sẽ tựa vào ngực và phần hông đàn này mình sẽ đặt tay phải lên để giữ. Như vậy mình hoàn toàn có thể giữ cây đàn và không cần dùng đến tay trái, và chúng ta sẽ rất hạn chế việc để cần đàn tựa lên tay trái như vậy. Và các bạn có thể ngồi tập trước gương để xem tư thế ngồi đàn của mình. Mình có thể để ý một số cái chi tiết như mình nên ngồi thẳng lưng cũng sẽ giúp cột sống nó đỡ bị lão hóa nhanh.